ơi, hơn 10 giờ rồi các bố có dậy con không? Ra ngoài cho khỏe người đi. Suốt ngày ru rú trong phòng điều hòa nó bổ béo cái gì? Đây nước đây nhá. À, có cái quạt không bà chủ ơi, cho mượn. Có quạt nhưng khách người ta vừa mượn rồi. Mà anh em giờ chúng mày lớn rồi, phải biết bảo ban nhau mà làm ăn. Suốt ngày cứ khất thực nhà tao là sao? Dạ. Yeah. Nghe mẹ bảo gì nhá? Mẹ bảo từ giờ hai anh em phải bảo ban nhau làm ăn kìa. Ờ, bảo ban nhau làm ăn. Ê, sao hai anh em đi cả ngày chả kiếm được khách nào vậy? Làm xe ôm đâu phải dễ đâu, phải kiên trì. Đây, tạm đây đi. Rồi, hai thanh niên đây. Này, thanh niên đi vũng nước gì đấy không? Tao có giống anh Thổ đây. Thích lại về đây không? Đây ông anh ơi. Ông anh đừng vội đắc ý. Ông đã nhìn dưới vũng nước của ông chưa? Trước khi ông anh tới 30 phút tôi đã vùi được hai đồng đất kìa đấy. Bún đậu và sữa. Coi như tao đi trước xe ngoài, em đã tạ với chú ý. Hai chú em mới nhập buồng ngày ngày đúng không? Vâng. Làm cái nghề này nó nhiều vấn đề xảy ra lắm, như các em vừa thấy đấy. Chúng em buổi đầu bơ ngỡ, không biết làm thế nào. Không biết như nào thì tải cái Grab này về sử dụng này. Ông em ơi, sắp tới rồi, còn tới rồi. À trên kia thì sắp tới rồi, có lên.